dùng vãi cả đái này. Thế là bọn kia hai thằng nhảy vào nó tấp thằng kia. Một thằng ở từ đâu lao tới, nó không phi, nó đạp mình một phát, đang mình đang ngồi, thấy sốc cái, may này, nó không ném đĩa, mặt thì chết nhá. Đang ở đâu lao tới, một thằng nó phi thùng phi sau phi phát mình ngã xoài đấy. Cái vụ sắp kể đây là cái vụ mà về gỡ hộ cái thằng em nó ở trên Hòa Bình ấy, nó thua thế là nó gọi về gỡ. Thằng này thực chất thì mình cũng không phải là quen biết cái gì cả, chỉ gọi là nó quen mình trên mạng, xong rồi là nó lấy số điện thoại nó gọi thôi. Thì sau khi buổi chiều hôm đấy thì nó gọi thì mình cũng bảo nó làm thủ tục thì các bạn biết rồi, nếu như gọi đi đánh, gọi thợ đi đánh thì trước hết là các bạn phải chuyển cái tiền gọi là tiền xe cộ đi lại. Thì mình bảo bạn ấy là anh à, em chuyển cho anh 5 triệu tiền đi lại, xong rồi gọi làm tin để anh về, chứ bây giờ về mà anh không gặp được em này kia thì nó khó nói chuyện lắm, thì các bạn biết rồi. Tự nhiên một cái thằng ất ơ nào trên mạng nó gọi điện cho mình, nó bảo mình về, mà mình cũng về ngay ấy, mà không có một cái điều kiện gì ấy, thì nó thật là nó cũng chưa phải ấu của mình, mình về ngay được, nên là phải bảo nó làm thủ tục. Thì qua một lúc nói chuyện giải thích một lúc thì nó bảo là thôi thì bây giờ em chưa biết anh chưa biết em, thì em cứ chuyển trước cho anh 2 triệu là để làm tin, là coi như là tiền để anh đi xe lên đây, còn sau này khi về thì làm có sắp xếp kèo thành công hay không thành công thì em gửi tiền về cho anh. Thì mình ok, mình nhận lời, bởi vì mình nghĩ xong rồi là xác định người ta đã chịu chuyển 2 triệu rồi thì người ta cũng phải là đùa mà bỏ cái 2 triệu ra mà để gọi một điện thoại mà người ta đùa như thế. Chắc theo mình nghĩ là người ta cũng không thừa tiền, mà nếu những người nào thừa tiền thực sự ấy thì người ta cũng phải đi làm từ thiện hay làm cái gì, chứ không bao giờ quan hệ ba cái thằng ối rượu ôi cờ bạc như mình để mà trêu đùa như vậy, xong rồi chẳng được cái gì cả. Tóm lại nó là như vậy, thế là mình ok, mình nhận lời là đi lên. Thì sau khi mà nhận lời như vậy thì mình tất nhiên đi không thể đi một mình được, sẽ đi làm xa, đi bịt bợm xa mà lại đi một mình thì nó không dám, nó thẳng cái tâm của mình nó không dám. Với lại là nói chung là nó bịt bợm thì nói chung là phải có anh có em. Thì mình gọi điện cho Vương, các bạn biết là Vương mình kể với trong mấy câu chuyện lần trước rồi, Vương hay làm mình thì mình kể câu chuyện như vậy thì mình cũng trình bày từ đầu luôn để cho Vương hiểu cái tình hình như vậy. Thì lên để gỡ ra cho hộ nó vì nó thua rồi. Thì Vương bảo kèo này khó ăn lắm bạn ạ. Đi thứ nhất là dân trên Hòa Bình ấy, nếu anh Hòa Bình thứ nhất là xã hội đen người ta cục bộ luôn. Cái thứ hai nữa là dân ở trên đấy người ta cũng khôn chứ không phải là ngu mà lên là ăn tiền ngay được. Mà với lại là cái việc mà nó chuyển tiền như vậy là tỏ cái thiện chí nó không thiện chí lắm đâu. Nếu mà nó thiện chí thì nó chuyển luôn 5 triệu chứ không phải là chuyển 2 triệu. Vương phân tích như vậy để cho mình hiểu. Nhưng mình bảo là người ta cũng không ngu gì mà người ta tự nhiên chuyển 2 triệu xong để người ta này kia đâu, chắc người ta cũng đề phòng hay này khác. Mình cũng phân tích như vậy. Thì Vương bảo thôi tùy bạn muốn đi thì anh em mình đi thôi, nhưng mà theo tôi nghĩ là nếu như mà ấy thì không cần thiết đi. Nhưng mà bản thân tôi thì nghĩ như này, khi mà tôi đã xác định đã nhận lời rồi, nhận lời với người ta rồi thì kể cả là 200.000 mình đã nhận lời rồi thì mình phải đi, chứ không phải là 2 triệu, đúng không? Xác định đã nhận lời rồi, hoặc là kể cả khi mà nó không nhận lời ấy thì là người ta bảo chuyển 5 triệu cũng không đi. Thế nhưng mà khi mà nó nhận lời thì kể cả người ta đã chuyển 200.000 rồi thì mình vẫn phải đi. Đấy là cái nguyên tắc, nó là như vậy, nguyên tắc cứ giữ cái chữ tín trong cái việc làm ăn. Đấy là không cờ bạc nó chẳng phải làm ăn gì cả, nhưng ngược lại là con người ta cái kể cả cơ bản mình vẫn phải giữ cái chữ tín, xác định người ta chuyển tiền rồi là mình phải lên đường thế thôi, chứ không phải là cái việc mà chê ít tiền hay này kia là không đi. Thế là bạn ấy cũng gọi điện, bạn bảo là anh cứ đến cái chỗ ngã ba này, tức là xong rồi là đi theo cái đường Hòa Bình vào cách đây 6 cây là đến cái chỗ là em sẽ đón ở đấy. Thì các bạn nếu như ông nào ở Hòa Bình thì biết là có một cái ngã ba ở Hòa Bình là đi qua cái thành phố Hòa Bình từ dưới Hà Nội đi lên, từ dưới Hải Phòng đi lên Hà Nội xong đi qua cái thành phố Hòa Bình xong đến một cái ngã ba, mà anh em biết cái ngã ba gọi là ngã ba đấy là một cái đường từ trên Hà Nội từ trên thành phố Hòa Bình đi xuống này, một cái đường đi về Thanh Hóa và một cái đường rẽ vào Hòa Bình đi tiếp vào Hòa Bình, nó chưa phải đến Châu Mai đâu, đường rẽ vào trong đấy, rẽ vào Hòa Bình đâu đấy. Thì
ông bảo đi đến ngã ba đấy, đi rẽ vào đường Hòa Bình đi 6 cây em nói rồi đấy. Thì mình cũng là chiều đấy cũng đi đi taxi, thì gọi cái taxi lên, gọi ông taxi này thì nó thật là mới đầu vào mình đưa ông 2 triệu luôn, bảo là anh cứ cầm tạm 2 triệu đi chở bọn em đi, xong rồi như nào đấy thì là về thì em gửi tiếp. Thôi thiếu như là em gửi gửi tiếp cho anh, không phải lo. Thế là mình đưa cho 2 triệu ông chuyển, mình đưa ông đi ông taxi luôn. Thì trở lên đấy đi vào đúng cái quãng đường, cái đoạn đường mà thằng bé chỉ đi vào, và nơi đấy thì bắt đầu rút điện thoại ra điện. Thì các bạn biết câu chuyện là thuê bao ăn quả kèo là thuê bao luôn, gọi điện mấy cuộc liền toàn thuê bao. Mà bắt đầu nghĩ nó mất sóng này đấy, đi thì chờ một lúc sau gọi lại vẫn cứ thuê bao, mình chờ khoảng tầm 30 phút sau cái không gọi được. Thế là một lúc sau ngồi chờ một lúc nữa, nãy khoảng tầm 10 phút nữa chờ, bảo là anh mấy anh em bảo là chờ khoảng tầm 10 phút nữa mới là nếu mà không không gọi được là đi về. Và lúc đấy các bạn biết là gọi từ lúc chiều bọn mình lên đến tầm đấy là 11 giờ đêm rồi, nghĩ cay, bắt đầu nghĩ trong đầu là nghĩ là cay lắm, nghĩ nó rất mũi mình. Vương bắt đầu lúc đấy là trách mình, tôi bảo bạn rồi không nghe, bắt đầu là này kia nhá, tôi bảo bạn rồi đừng có đi này kia, mà cứ đi này chết, bạn cứ tham tiền này kia. Thực chất thì mình không phải là tham tiền, thực chất là cái việc mình đã nhận lời người ta rồi phải đi thôi, chứ không phải vì 2 triệu mà 2 triệu là mình có đưa tiền đưa cho taxi luôn, chứ không phải là mình tham tiền. Thế là chờ một lúc tầm 10 phút nữa thì là có một số điện thoại lạ đến cho mình, lúc đấy là hồi hộp nhá. Mà mình cũng nghĩ chắc chắn là ông bạn này gọi thôi, chứ bây giờ đêm hôm nay ai gọi nữa. Thì đúng thật là ông bạn này gọi, ông ấy gọi bảo là anh ở đâu em đón này kia em. Thế là ông ấy chạy ra, ông ấy đi ra ông đón. Thế ra đến nơi là trong đầu mình cứ suy nghĩ là ông ấy phải ra là phải gọi là đón mình bằng cái xe ô tô, bởi vì là mình cũng nói trước từ đầu rồi, anh lên là 3 người thì mình nghĩ là ông ấy ra ông đi ô tô ra ông đón. Đeo mẹ đi ra là một con xe gọi là con xe cháy đèn, xe xe máy đèn bị cháy, và ông ấy chỉ tức là để ông ấy xi nhan, bật cái xi nhan lên để dọi là dọi đường cho ông ấy đi. Trời vào đó trong cái đường Hòa Bình, trong trong gần trong rừng trong núi nó tối mà, thì ông ấy không có cái đèn, mang con xe ra không có đèn luôn, còn mỗi xi nhan, cứ xi nhan để đi đến đón mình. Đi đến ông đi phóng nhanh đi vào gặp bọn mình phát, ông quay một phát cái đồ sóc đĩa bịp năm 2021 này nó có những cái ưu điểm sau đấy. Cái thứ nhất là rung này là rung một tần, khi mà chơi thì người khác không thể là bắt được, cũng như là rung đa năng không thể rung theo được. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái việc rung này, khi mà mình khởi động cái này lên rồi cầm cái này lên không rung đấy, cầm nó thoải mái cho nên nó không bị rung nhiễu, là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái khoảng cách của nó là xa hơn so với cái rung ngày xưa, khoảng cách nó là khoảng tầm 30 phân, hơn 30 phân, 35 phân đấy. Và nguyên tắc của nó là lẻ một rung, tứ tử hai rung, sóc đôi không rung. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đây là tứ tử nhá, đưa ra hai rung, đưa ra đấy, lẻ là một rung, xa quá anh nhấc lên nó rung, còn đưa vào nó không rung. Bây giờ mình đặt chuẩn cự ly đấy, một rung, các bạn đặt xa quá nó rung nhẹ, đấy là lẻ. Có cái thằng tứ tử nó, à thằng sóc đôi nó sẽ là không rung đây. Đấy, sắp đôi là không dung. Kiểu như dạng phổ lái nhá. Kiểu trẻ trâu. Quay một phát bảo anh ơi lên xe em đón. Lên xe em trở về. Thế mình bảo ông đi xe máy để bọn tôi đi xe ô tô vào, ông dẫn đường cho bọn tôi vào. Thì hắn bảo là bây giờ xe của anh biển biển 15, bọn tôi sẽ Hải Phòng lên mà. Thì đừng vào, vào người ta nghi đi, anh lên xe em đèo vào. Thế mình bảo taxi ra ngã ba. Bảo thì ra ngã ba đợi đi, mình với Vương vào. Vào thì hắn trình mình bắt đầu là ngồi lên xe, mình hỏi là mẹ anh điện cho chú sao chú thuê bao chết bọn anh khoảng tầm 5 phút nữa mà không không điện là anh về đấy. Thì ông này bảo là anh bây giờ điện với em vẫn không không được mà anh. Thì bạn ấy bảo thú thực với anh là em không có điện thoại, điện thoại em cắm rồi, nó thật là em thua sạch tranh rồi, không còn 1.000 nào mà gọi anh lên đây không có tiền mà anh bảo chuyển khoản cho anh. Thì nói thật là em có 5 triệu để em chuyển khoản ngay, nhưng mà em không có, tức là em ra cắm cái điện thoại của em, con em điện thoại của em là iPhone 6 Plus, mà lúc ấy phải quen lắm thì người ta mới cắm cho em 2 triệu, và cắm 2 triệu em ra ngân hàng em gửi cho anh luôn.
chứ chứ nói thật là em không có tiền. Mình nghe đến cái cảnh này là nó chán, chán thì làm sao nó ra đón mình rồi. Nhưng mà ngược lại là xác định đi làm ấy thì bọn mình không đưa cái gì, không không đưa tiền đi, giải khôi thôi, để mà tránh cái trường hợp là tức là cái người mà gọi mình vào ấy là phải lo không hết. Không phải bọn mình không tự tin về cái tay nghề của mình, không tự tin vào khả năng của mình đâu, nhưng mà ngược lại là xác định thợ đi làm nó phải như thế. Bởi vì là tránh cái quả kèo là bịp thợ, quả kèo là dòng thợ đưa thợ vào thế ấy. Các bạn nếu như các bạn nào ông nào thợ ở đây ông biết rồi, rất nhiều quả kèo là đưa thợ vào thế, tức là bảo thợ đưa phông đi thì thợ tự tin là mình có tay nghề ngon lành hơn người, mình vào mình đánh được thì mình đánh, là không được thì thôi mình nghỉ, thì mình đưa phông cũng được không sao cả. Thế nhưng ngược lại người ta có những quả kèo bị thợ mới đầu vào người ta giả ngô giả nghê, chưa gọi thợ đến rồi xong rồi nó bày cái trận giả như này, tất cả những thằng chơi ấy nó cứ giả ngô giả nghê và thợ chờ thợ ra đòn phát nó bắt lại và nó phạt tiền kiểu như thế. Cho nên là tôi xác định đi làm mà không mang 1.000 nào cả, chỉ có gỗ mang tiền không làm thì mới làm thôi. Tất nhiên câu chuyện của tôi đang kể đây là câu chuyện nói phét, anh em nào cảm thấy thích nghe thì nghe, mà không cảm thấy không hợp lý thì thôi thì thoát ra ngoài của mình, chứ đừng có lời qua tiếng lại mình làm gì cho mất thời gian cả, hiểu chưa? Thì mình hỏi thế bây giờ chú lừa bọn anh lên như vậy, bọn anh không mang tiền lên thì tiền đâu mà chơi, tiền đâu mà gỡ cho chú? Thì nó bảo anh yên tâm anh về đây, thì bạn ấy chở mình vào trong nhà của ông anh bạn ấy bảo là anh này, anh ấy sẽ là đứng ra anh ấy đưa tiền cho anh em mình gỡ. Thì là gặp ông anh này, nhà ông anh này cũng gọi là vào trong một căn nhà là có tiền trong đấy, thực ra là nhìn qua cơ ngơi của bạn ấy mình biết là có tiền, thì mới hỏi chuyện ra mới biết là ông anh này là ông Tú Đen. Nếu như ông nào ở trường Hòa Bình biết anh Tú Đen, sau này đến về sau ấy mình mới nghe các anh kể lại thì anh Tú này cũng có chất ở trên đấy. Thì ông bảo là nói thật là anh cũng không thích cờ bạc cái gì cả, mà hơn nữa bị bợm thì càng không. Thế nhưng mà thằng em này là anh là quý nó, thì nói thật là anh không thể là bỏ tiền ra để cho nó để đi trả nợ được. Nhưng mà ngược lại là nếu như các chú khẳng định là gỡ được cho nó thì anh bỏ tiền ra để các chú gỡ. Thì ông bạn này ông rút ra 100 thì đưa cho mình, xong là để gỡ. Còn ví dụ về đây có việc gì xảy ra, việc gì thì điện anh giải quyết cho. Như thế là mình cảm thấy kèo này là ổn thôi, hiểu chưa? Thứ nhất là vừa có tiền, thứ hai là vừa có địa vị. Thế mình bảo là thế thôi anh em mình đi. Nhưng mà ông bảo không, anh chỉ đưa tiền thôi, có gì thì gọi anh, chứ còn anh không vào trong sới, không bị bợm cái gì cả, mang tiếng anh ra. Mà đúng thật ông ấy tầm cỡ như ông ấy, ông cần gì đi đúng thật, ông không vào. Thế mình đi với thằng em đấy. Thế là đi vào thì em bảo là anh ạ, chỗ này em chỉ tầm của em chỉ được một người vào thôi, còn đưa hai người lạ vào người ta nghi ngờ nó khó anh ạ. Mình nghe bạn này nó cũng có lý nhá, cũng khôn đấy. Thế là thôi, thế là hắn bảo là anh Vương thì xăm, anh bảo là ông bạn của anh thì xăm chỗ nhiều quá, sợ người ta giận, thì tốt nhất là một mình anh vào thôi. Mình đồng ý ok. Thì mới đầu là vào mình định chia cho ông Vương 30, chia cho em mình 20 để vào để đi tiền nhé. Thế là không được, thế là mình cầm 70 vào, mình cầm 70 thì mình đưa cho ông bạn ấy 20, mình cầm 50 vào để anh cầm phong, anh cầm phong to, anh đánh cho tự tin, cho người ta để ý anh, cho người ta chiều anh hơn. Thế là còn cái 30 đấy, cái 30 vừa rồi ấy, thì mình bảo Vương cứ cầm đi, để mà lỡ mà sau này có chuyện gì thì còn có 30 đấy, hiểu chưa? Thế là anh em cầm 70 vào thì ông bạn này ngu, ông ấy bảo là em vào em xin cho anh sóc cái được. Mình bảo không xin, cuối cùng là bảo là nhưng mà em thấy trên mạng anh sóc cái thì anh mới đánh được. Mình bảo không xin, thế là vào bạn xin luôn. Mình nói như thế rồi mà vào bạn xin luôn. Thế là làng nó đồng ý, ai thích sóc thì sóc, có tiền thì sóc. Mình bảo không được. Mới vào các bạn biết là đánh nó phải đánh ở nhà đâu, nó đưa lên trên rừng kìa. Đánh trên rừng mới đầu mình vào mình nghĩ trên tầm suy nghĩ của mình là nó bảo nó thua bạn nó, thua những người xung quanh nó, dân làng cùng làng với nó thôi.
thì mình nghĩ là tầm 7-8 thằng đánh thôi, và đánh trong nhà. Ai ngờ nó đưa lên trên cái rừng ấy, tầm 40 bạn ngồi dài xếp dài mà trên đấy nó trải bạt, nó phủ bạt bên trên tránh trường hợp mưa ấy. Thế vào hát là ông bạn ông xin mình sóc cái, làng đồng ý luôn. Mình bảo không, anh em đến đây cò rỉa thôi, nhưng mà em không sóc đâu. Bởi vì phải anh em phải hiểu như này này, xin người ta cho là một chuyện, nhưng mình vào đánh hay chơi hay không nó là chuyện khác. Ví dụ như mình đánh quen rồi, mình vào mình xịn mình sóc cái thì nó lại chuyện khác. Bây giờ một thằng ôi từ đâu lao tới vào sóc cái thì chắc chắn mình có bị bợm hay không thì người ta vẫn nghi. Kể cả sau này mình được tiền nhá, mình không bị bợm nhá nữa, thì nó cũng đặt ra một dấu hỏi, có thằng nào hổ hóa trong đấy nó giữ mình lại thì nó phải là cất không. Nên mình không sóc cái nhá, mình vào mình đánh gì à? Thì nói thật là mình là cũng cầm là 50 là cũng thuộc dạng là nhiều tiền ở trong đấy, thuộc dạng là cầm nhiều, thuộc dạng là tầm top 3, top 4 trong đấy rồi. Bởi vì là nói chung là 40-50 người, nhưng mà ngược lại là người ta chỉ chủ yếu đi rỉa thôi, chỉ còn mấy 5-7 ông tay to vào phang thôi, và cái thằng ngân hàng nữa. Thì mình là cầm 50 vào đấy, mình ngồi mình rỉa rất ít. Và nói thật với anh em, tâm lý của những cái người mà ở trong bản xứ ấy, mà gặp một cái thằng lạ đến ấy, thì chắc chắn những cái thằng ở trong bản xứ ấy, người ta rất muốn ăn tiền của thằng lạ, thấy chưa? Nhưng mà mình lại cầm tiền, mình lại rỉa 500 một 200 một, tức là bọn ấy nhìn cũng khó chịu chưa. Thế đánh tầm một tiếng sau thì cái ông bạn đang sóc cái đấy, ông bạn đang sóc cái thì ông ấy sóc kiểu ép tay này, sóc bằng cánh tay như này chứ không phải là cổ tay như này. Ép tức là nhiều tiếng bạc cái vị thế, mà với lại là làng cũng muốn là mình đánh to đấy, nhìn bởi vì người ta tập trung để muốn ăn tiền mình và muốn là mình đánh to. Thì khi muốn mình đánh to thì bắt đầu là người ta rủ mình vào sóc cái, thì cái lúc mà làng thích mình sóc cái rồi thì lúc đấy mình mới sóc. Chứ ban đầu vào mình xin sóc cái ngay là thành ra nó lộ, thấy chưa, mình không chơi. Thế là mình bắt đầu lúc vào mình sóc mấy phát là thăm dò, giả vờ đòn gió đòn rích này kia, thấy chưa, sóc nhưng mà không nhìn, ra đòn nhưng không nhìn, mình cảm giác trôi. Thế rồi mình ra đòn thì bắt đầu phím cái thằng gỗ đi cùng mình ấy. Thì ban đầu ở nhà mình cũng bảo là chẵn là mình anh sẽ phím như này, lẻ mình anh sẽ phím như này, là đánh một lúc là mình phím cho nó thì mẹ nó cay như này. Phím thì ví dụ như mình phím để nó biết vậy thôi, ví dụ như là nó đánh chẵn rồi thì mình phím lẻ thì thôi, thì nó không thừa chẵn nữa, nó coi như chịu hết cái đấy đi. Đằng này thì mẹ mình phím nó đánh tin như bắn súng. Sau này khi mình biết là mình phím cho nó lẻ, nhưng mà nó lỡ đánh chẵn rồi thì nó lại cầm tiền từ chẵn nó quất sang lẻ và nó lại thừa lẻ căng tay. Thế là làng nó bắt đầu nó nghi ông bạn này thì nó mới đầu vào nó giới thiệu mình là anh của nó nữa, thành ra nó nghi ở mình, thành ra nó soi xét. Nhưng mà mình đánh từ nó là kín, là cái đòn là tay nghề 4-5 về trước đây thì các bạn biết rồi, thì cũng chẳng mấy ai biết đâu, và đánh nó kín nó không ai biết. Thế mình đánh vẫn trôi. Thế thì ông bạn này ông đánh tin quá, căng quá, tin ông gần như là ông vơ hết bao nhiêu tiền làng rồi. Thế là mình sợ quá, bắt đầu tự đánh, bởi vì là mình lúc ấy mình đánh mình biết rõ trong đấy rồi, nhưng mình chỉ đánh được vài triệu bạc thôi, vài ba triệu bạc. Ông này ông quay cầu ông đánh như là nhìn thấy. Thế là mình phải báo sai cho ông ấy đánh, báo sai để ông ấy thua ra một tí, thì là làng nó bắt đầu nó không nghi nữa. Thì bởi vì cờ bạc nó có thắng có thua mà, thì nó bảo là thì cũng mình cũng nói mấy câu gọi là đòn gió, gọi là ông này cái cầu vừa rồi đỏ thế ông ấy ăn được, bây giờ đến cái cầu đen ông ấy rồi ông phải thua thôi, mình chả nói kiểu như thế. Thế là làng cũng chấp nhận là không soi nữa, không soi kỹ nữa. Thế là đang đánh một lúc lâu, thế là từ đâu lao tới có một ông gọi là say có mẹ rượu, ông ấy đắp tiếng bạc, ông mở sao ông ném bốc cái bát choang, cái bát vỡ choang phát. Bát thì bát bình thường thôi, không có gì cả, thấy chưa? Bát là bát xanh chín, bởi vì bát bọn kia đưa vào mà nó kiểm tra kỹ rồi, không có gì cả. Nhưng cái điều đáng nói đây là khi ông ấy mở ấy, ông ấy ném một phát thì cái bát ném mạnh cái miếng sành nó lại văng vào người của một cái ông ngồi gần đấy. Thì cái ông ở đây, gần đấy là cái ông gọi như kiểu cầm trịch ở trong cuộc chơi đấy, mà bị một cái thằng bắt con ở đâu lao tới nó ném cái bát như vậy. Thì ông ấy thứ nhất là để mà giữ lưu ý ông đấy, cái thứ hai nữa là ông ấy bị chắc cũng bị đau, cái miếng sành nó ném nó văng vào người cũng đau.
Thế là ông nhảy vào ông cái tãng cái thằng đấy một phát vào đầu, xong rồi ông đạp phát thì cái ông bạn say rượu ông lại ngã xoài. Thế đéo nào lại va phải cái thằng em mình. Cái thằng thằng gỗ mà đưa mình đưa đưa mình vào chơi ấy. Thì mình kể một tí là trước khi mà mình đi lên ấy thì ông em ấy ông điện cho mình, ông bảo là anh lên thì mang luôn em hộ em cái rung đa năng lên để mà em xem lấy hôm sau đi đánh bạc túm thì bọn nó bịp thì bọn em biết lên bán em gái. Thì mình cũng cầm lên, nhưng mà nói chung là người ta đưa tiền như vậy rồi thì mình cũng chẳng bán chắc cái gì cả, thì đưa cho bạn ấy cầm. Thì ngu như đéo nào rung đa năng cũng chưa bật thì bạn vẫn cứ để trong người. Thì để mình nói về một cái rung đa năng một tí là để cho anh em hiểu. Thì rung đa năng này tức là nó để bắt bịp đấy, để bắt bịp tức là mình đeo cái rung đa năng này trong người mình đi chơi. Ví dụ như người ta đang sử dụng cái loại rung, ví dụ như là người ta đang sử dụng quân báo rung, nó báo lẻ một rung, tối tử hai rung, sấp đôi không rung về cái máy của người ta thì nó cũng sẽ báo về cái rung đa năng của mình cũng sẽ biết được và đánh theo được. Đấy là cái cách mà chống bịp trong các cuộc chơi, hay là kể cả người ta dùng bát hình đi chăng nữa, đeo cái rung này vào và người ta nhìn thấy lẻ, người ta phím một bấm một rung, bấm phím ấy, kiểu khiển rung ấy, khiển một phát để cho thằng bên trong biết là lẻ thì cái rung của mình nó cũng sẽ bắt được là một rung. Đấy là cái công dụng của cái rung đa năng. Thì ông bạn này cũng xem clip của mình nhiều, ông ấy bảo mình đưa cái rung ấy lên và đây em để trong người. Thì khi mà ông bạn kia ông anh mà có cái tiếng nói ở trong cái sới bạc kia, ông phang cái thằng thằng say rượu kia một phát, thằng say rượu kia ngã một phát thì đéo nào lại va phải thằng em của mình, thằng em làm đẩy vào thằng em mình ngã một phát, thì thằng em mình ngã thì đéo nào lại văng cái rung đa năng ra. Lúc đấy là đang hỗn loạn đánh nhau hỗn loạn như vậy, nhưng mà tất cả ngồi yên lại vì thấy một cái rung nó rơi xoài ở giữa sân phát, không đánh nhau nữa, tất cả ngồi yên luôn, tự nhiên ngồi yên luôn, và mọi ánh mắt cổ dồn vào thằng bạn thằng gỗ của mình. Ôi trời, các bạn lúc ấy mà các bạn biết tim của mình như thoát ra khỏi lồng ngực, ui tim đập, bắt đầu đang đổ dồn mắt nhìn vào cái thằng em mình phát, thế là nó lại quay sang nhìn mình một phát. Ôi giời ơi, các bạn biết cái kiểu cảm giác mà mình đang bị tự nhiên đang đánh nhau, hiểu không? Đánh nhau đã sợ rồi, các ông biết là đi bịp mà có xảy ra đánh nhau ấy mà mình không có tiếng nói trong đấy thì rất là sợ. Thế là nó lại đổ dồn ánh mắt vào mình nữa. Các bạn đặt cái địa vị của các bạn vào mình xem cái đồ sóc đĩa bịp năm 2021 này nó có những cái ưu điểm sau đấy. Cái thứ nhất là rung này là rung một tần, khi mà chơi thì người khác không thể là bắt được, cũng như là rung đa năng không thể rung theo được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái việc rung này, khi mà mình khởi động cái này lên rồi cầm cái này lên không rung đấy, cầm nó thoải mái cho nên nó không bị rung nhiễu, là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái khoảng cách của nó là xa hơn so với cái rung ngày xưa, khoảng cách nó là khoảng tầm 30 phân, hơn 30 phân, 35 phân đấy. Và nguyên tắc của nó là lẻ một rung, tứ tử hai rung, sấp đôi không rung. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đây là tứ tử nhá, đưa ra hai rung, đưa ra đấy, lẻ là một rung, xa quá anh nhấc lên nó rung, còn đưa vào nó không rung. Bây giờ mình đặt chuẩn cự ly đấy, một rung, các bạn đặt xa quá nó rung nhẹ, đấy là lẻ. Có cái thằng tứ tử nó, thằng sấp đôi nó sẽ là không rung đây, đấy sấp đôi là không rung, rung phát cái đái này. Thế là bọn kia hai thằng nhảy vào nó tấp thằng kia, xong lại quay sang nó nhìn thằng kia, một thằng nó từ đâu lao tới, nó không phi, nó đạp mình một phát, đang ngồi kìa, thấy sốc cái, may là nó không ném đĩa mặt thì chết kìa. Đang ở đâu lao tới, một thằng nó phi thùng phi, xong phi phát mình ngã xoài đấy. Bắt đầu là lúc đấy là đang can ngăn kiểu có thằng ca này kia, có một vài người ta biết đây là rung đa năng, ở đây là chỉ là rung đa năng, nó không có gì cả, người ta can ngăn cái này kia. Thế là bọn thua ấy, bọn đang thua nó cay kìa, nó chỉ tìm cái cớ để mà đòi lại tiền thôi. Nó bảo là mày bọn này đưa được, bọn mày cày cả một bọn có rung đa năng hay là gì kia cũng vậy, bọn mày như này là người biết bịp rồi. Bắt đầu là tiền nong thì nó lấy hết, nhưng mà cũng may là cứ lúc mà đánh được tiền phát thì mình động tác găm găm tiền gốc lại, cất tiền gốc đi,
70 triệu tiền gốc thì là xong. Các tiền mặt được bao nhiêu ở giữa này, ở giữa lòng mình để giữa lòng này, thu hết thì thu hết. Nó đang tính chuyện phạt, thằng em kia cũng bị thu hết. Bị mấy thằng nó đánh tôi tập tiếp. Thế là thằng này mới trình bày, thằng gỗ trình bày là em là cái tú đen, hiểu chưa? Này kia. Thì khi bọn nó đang sôi máu, đang cay, đang cay cú trong người, nghe nói chuyện đến anh tú đen nữa nó lại càng sang. Thế là một vài người vào can bảo có thật mày là anh tú đen không, bởi vì tú đen ở trên đấy như tôi giới thiệu lần đầu rồi, là nếu như anh em nào ở Hòa Bình cũng biết anh ấy là có số trên đấy, có số luôn, chất luôn. Tất nhiên mình nói cái này nó không ảnh hưởng gì anh cả, bởi vì xác định từ đầu là anh ấy không bịt bợm gì cả, chứ nó không ảnh hưởng đến cuộc sống anh ấy. Mới đầu là bọn nó cay kiểu như là dựa hơi ấy, kiểu hay là mượn hơi anh tú đen này kia ấy, nó cay đánh nhau. Nhưng mà một số người ta hiểu chuyện, người ta hỏi là mày đúng là anh tú đen không, em anh tú đen không, thì mày điện cho anh tú một câu, nếu như mà anh tú đen ok luôn. Thế ông bạn là điện, nhưng mà cái tầm đấy đánh đến gần 3 giờ sáng rồi, thì điện ông tú không nghe, chắc là anh ngủ rồi, không nghe. Thế là bọn nó bảo là nếu như mày điện được thì là chấp nhận. Thì cái lúc mà xảy ra hỗn loạn như vậy thì tôi đã chấm, gửi tin nhắn cho anh Vương chấm một cái thì là để báo hiệu là có biến xảy ra. Thì các bạn biết là bọn tôi đi làm ấy, trước khi mà đi làm ấy, bắt đầu vào xong phát này tôi sẽ gửi định vị cho anh Vương, nếu như một người ở ngoài thì sẽ gửi người ở trong sẽ gửi định vị để biết là chơi đâu để mà tìm đến. Thì lúc đấy là chắc Vương cũng quen mấy người sao, cái chuyện kể sau. Nhưng mà khi mà kể đến cái gọi điện cho ông tú đen kia không được thì là cũng khó, bọn nó đang giằng co, đang vầy mình với ông bạn kia rồi phạt tiền này kia. Chờ một lúc sau nó vầy, ông bạn kia bị đánh thêm mấy phát nữa, mình thì ngồi yên, bị đạp một phát là người ta can rồi, bởi vì mình không mang đồ thế đâu, bọn nó không đánh mình mấy, thế mình cứ ngồi yên thôi, không nói gì, nói là nó phang hết, cứ ngồi yên đấy, cứ cỏ tỏ vẻ như là không biết gì cả. Thế là tự nhiên là đang bọn kia đang vầy, thì tự nhiên có một còi, tức là ông Vương ông ấy đi taxi vào, ông ấy đi con xe vào, các bạn nghe tiếng xe ô tô vào phát xong lại nghe một cái tiếng còi, tức là Vương bọn tôi đi hay có những cái trang bị như là còi, thì lúc ấy thấy đông người phát Vương lấy còi thổi, thế là tự dưng bất giác không biết là người ta là sợ như nào, hay là người ta nghi là có chính quyền đến hay này kia phát, thì tự nhiên là đang hổ báo phát là toán loạn chạy khắp rừng. Và mình lúc đấy mình cũng chưa biết là ai đến cả, mình cũng chưa hình dung ra là ai đến cả. Thế là cả đám là chạy toán loạn hết, chạy rẽ khói mất người hết. Mình lúc đấy có mỗi mình với cái thằng kia bị đánh đang nằm bật vã đấy, còn mình thì nói chung chưa bị đánh đau, chạy thì vẫn chạy được, nhưng mà ở cái giữa rừng như vậy thì mình cũng chẳng biết chạy đâu cả. Thế là mình tìm chỗ, mình chạy sang một bên, mình tìm một chỗ mình nấp, mình tính, hiểu chưa? Thì nấp, thì mình nấp lúc bọn trên nó chạy hết rồi thì là bắt đầu là có cái bóng dáng đi ra, thì mình nhận ra đấy là Vương, là bắt đầu là taxi nó quay đầu phát là mình biết, mình nhận ra là Vương. Mình đỡ thằng em mới dậy, đỡ thằng gỗ dậy và đi về. Hôm nay là một lần là thoát chết. Thì cũng may là cái lần đấy là mình dùng cái động tác găm đấy, găm được cái số tiền mà ông bạn ông anh kia đưa. Thì về phát là về xong là sáng mai là về trình bày với ông ấy, thế có thằng em đấy. Thì là ông ấy bảo thôi rồi, chuyện này nói đến tên anh mà nó không ấy thì cũng phải chấp nhận thôi. Còn là lúc ấy anh không ra mặt, nhưng mà về như này là rồi, anh bị bậm như này cũng khó nói, thế thôi. Kể ra câu chuyện như vậy thì tiền ông thì mình găm một cái tiền gốc với lại cái tiền 30 triệu để làm ấy thì mình cũng đưa lại cho ông ấy. Nhưng mà mãi sau thì ông ấy là người đàn anh thực sự, thì ông cũng cho mình một ít đi về. Nói chung tóm lại là không gỡ được, không gỡ đồng nào cả. Cho nên là kể câu chuyện đây ấy, để cho anh em có rút ra những bài học như này này. Cái thứ nhất trong cờ bạc ấy, nếu như ông nào đi chơi xác định mình biết nó là 10-10 rồi, có thể là có những tiếng mình phải đánh sai, chứ không phải tiếng nào mình cũng đánh đâu. Đấy. Cái thứ hai là khi mà mình đánh chẵn rồi thì mình đừng rút về mình đánh lẻ. Đấy là nguyên tắc của người đi bịp. Cái thứ ba nữa là các bạn biết những câu chuyện mình kể đây hầu hết là những câu chuyện
là bọn mình bị nổ cả. Tất nhiên là bị nổ sau khi mình gặp những người tốt như vậy, như ông bạn kia thì ông cũng cho bọn mình tiền đi về thôi, nhưng ngược lại là suýt là mất mạng. Nó có phải cờ bạc, nó nhiều khi không phải đánh đổi bằng tiền đâu, mà đánh đổi cả những gọi là mồ hôi và máu, chứ không phải là chuyện đùa đâu, nhiều khi là cả tính mạng lại. Cho nên là những ông nào ý định đi học cờ bạc về mà để mà đi kiếm tiền ấy, thì theo mình nghĩ là thôi, mình là một tấm gương bị người ta bao nhiêu trận rồi, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Đấy là cái thông điệp trong clip của ngày hôm nay mình gửi đến anh em. Nếu cứ muôn đời làm ăn lương thiện thì vẫn là tốt nhất, chứ đừng có nghĩ cái chuyện là bịt bợm hay là mình sẽ là làm một cái gì đấy để mà giàu bất chợt. Không có đâu, làm ăn tích lũy lâu thì nó mới giàu thôi nhé.